tay của Việt Cộng. Nó nói Việt Cộng là cầm tay sai của Việt Cộng. Chừng nữa nghe, xe nó chạy á, mình đứng như vậy. Nó nói Việt Cộng là tay sai của Việt Cộng. I cannot go on this side. No, no, I don't want you. Cause then they're gonna not on this road. That lady over there is gonna cross this way, and I don't want to get in close. Okay, but you are not preventing from like anywhere, right? Là một trong những người, một trong những đơn vị tổ chức biểu tình ngày hôm nay ở đây, ông ghi nhận cái ngày hôm nay như thế nào? Tôi thấy nó đông hơn là mức ấn định của chúng dự trù của chúng tôi, cũng khoảng coi như là sấp xỉ trên dưới 100 người trong cái nhóm của chúng tôi. Bên kia thì tôi thấy khoảng chừng mười mấy hoặc là 14-15 người. Thành ra cái bên kia là phe mà chống đối lại bên này và ủng hộ ông Chí Tạ thì chỉ có mười mấy người, và phe bên này đến sấp xỉ 100 người. Đó là những cái mà tôi đấy sơ qua, thành ra rất là tốt. Ông có bất ngờ khi thấy có cái việc là có nhóm người gọi là phản biểu tình ngày hôm nay không? Không, bởi vì tôi biết chắc chắn là cũng sẽ có, bởi vì trong những cái lần trước khi mà thỉnh thoảng tôi ra thành phố thì thấy ông Nam Quang và ông Charlie cũng kêu gọi những người này ra để mà yểm trợ cho họ. Thành ra tôi không ngạc nhiên khi thấy họ có mặt. Thông điệp của ngày hôm nay mà mọi người muốn, cũng như là cái mục tiêu của ngày hôm nay mà nhóm biểu tình của ông muốn đạt được là gì ạ? Là để muốn nhắn cho tất cả quý vị dân cử đã tham dự tiệc Va Ba cũng như là chưa từng tham dự tiệc Va Ba phải thận trọng hơn, bởi vì quý vị sẽ phải trả lời với cái việc làm của quý vị, phải chịu trách nhiệm việc đó. Thì dĩ nhiên là điều đó không có nghĩa là quý vị bắt buộc là sẽ phải bị bãi nhiệm, nhưng mà quý vị sẽ phải gặp rất nhiều sự chống đối, và là một dân cử thì quý vị không nên có những cái sự chống đối và sẽ bất lợi cho quý vị. Tôi xin lấy thí dụ một cách đơn giản. Sắp đến đây, cộng đồng và các tổ chức của giáo hội cựu quân nhân sẽ vận động ráo riết cho cái việc bãi nhiệm ông Nam Quang. Chưa ai biết cái kết quả bãi nhiệm như thế nào. Có thể thành công, có thể không thành công. Nhưng chắc chắn nó sẽ phải rất vất vả cho ông Nam Quang và rất tốn kém cho ông Nam Quang. Thành thử ra ông Nam Quang nên lấy việc này làm bài học. Và tất cả các vị dân cử khác cũng nên lấy lại cái bài này là một cái bài học. Đó là cái thông điệp chúng tôi muốn gửi cho tất cả những vị dân cử đã coi thường tất cả cử tri người Mỹ gốc Việt. Dĩ nhiên sẽ có những người ủng hộ quý vị như là những người có mặt hôm nay chống đối cái việc biểu tình, nhưng mà cũng sẽ có rất nhiều người còn lại chống đối quý vị. Và trong những cái mùa tranh cử mà quý vị gặp phải một cái người đối đầu mạnh thì quý vị sẽ vất vả lắm và quý vị có lẽ sẽ thua. Nếu chị làm một cái thông điệp như vậy thì ông nghĩ rằng là thông điệp đó ngày hôm nay đã được chuyển tải trọn vẹn chưa? Và nếu đã chuyển tải được rồi thì có nghĩa là cái buổi biểu tình ngày hôm nay là biểu tình duy nhất và không có còn cần phải lặp lại để mà tiếp tục cái thông điệp đó, hay là như thế nào? Có nhiều người ở trong đoàn biểu tình ngày hôm nay, có một số vị hội trưởng các hội cựu quân nhân đã bày tỏ cho nó biết rằng chúng ta phải vẫn tiếp tục biểu tình. Thì cái việc này chúng tôi sẽ cân nhắc, và họ thì họ đề nghị là 2 tuần cứ mỗi lần thành phố có buổi họp thì chúng tôi sẽ ra biểu tình tiếp tục. Cái cuộc biểu tình đầu này có thể đông và cuộc biểu tình sau có thể không cần thiết là phải ra đông, nhưng mà duy trì liên tục để cái thông điệp đó được nhấn mạnh. Có thể cái kỳ sau biểu tình chừng 10 người
20 người thôi, không gần đến 100 người như hôm nay. Nhưng cái quan trọng là không phải là đông như lần đầu, mà là liên tục, 5 người cũng vậy, 10 người cũng vậy, 20 người cũng vậy. Mỗi khi City Hall có hội họp thì chúng tôi biểu tình. Quý vị này, tức là ông Charlie Mạnh Trí, ông Nam Quang, bà Amy West, ông Trần Đại Văn, Chí Tạ, cho đến khi nào mà chúng tôi đạt được cái mục đích là nêu rõ là cộng đồng người Việt chúng tôi đã dạy cho những cái vị dân cử này một bài học là phải thận trọng với việc làm của mình. Vậy thì nếu mà gọi là gửi thông điệp đó, thì nếu là các vị ấy đã nhận được cái thông điệp rồi, hiểu được cái nguyện vọng của đoàn biểu tình rồi là phản đối họ, thì như vậy có nghĩa là đủ để mà không cần gửi thông điệp tiếp hay không ạ? Thông điệp đó thì đương nhiên họ thấy rồi, chứ không phải không. Cách đây 2 tuần khi chúng tôi cái tuyên cáo họ cũng đã đọc rồi. Và họ có vẻ cũng đã có một số e ngại, thành ra mới thấy họ đi mua sắm những cái khăn quàng vàng, cờ vàng, ba sọc đỏ để cuốn kiên cổ. Có những cái lời tuyên bố một cách miễn cưỡng để bào chữa cho hành động của họ. Nhưng mà như tôi nói không có mạnh bằng cái hành động. Thành thử chúng tôi sẽ có những hành động. Và anh sẽ thấy là trong thời gian sắp đến đây, chúng tôi sẽ thành lập một cái ban vận động bãi nhiệm ông Nam Quang. Việc đó là cái việc sẽ không có dừng lại. Cho đến khi nào ông Nam Quang có những cái hành động mà chúng tôi thấy là đã hối hận, đã biết là mình làm sai, và lúc đó thì chúng tôi mới cân nhắc lại có việc tiếp tục hay không tiếp tục. Chúng tôi vẫn muốn mở một cánh cửa cho ông Nam quay trở lại với cái chính nghĩa cờ vàng và sọc đỏ và đứng lại với lại cử tri người Việt tị nạn cộng sản đây. Hôm nay thì tôi thấy ngoài cái việc mà có các cái bên, cái hình ảnh gạch của đối với là các vị dân cử đó, thì cũng có những cái cũng có nhiều người nói cái người phía bên kia, thí dụ một cách cụ thể là cô Ngọc Dung, cô nói một vài vị nào bên đó là tôi chắc không nhớ rõ lắm, nhưng mà nó đại khái là cũng là có dính dáng tới cộng sản hay là tay sai cộng sản gì đó vân vân. Ngược lại thì phía bên kia cũng nói, tôi phỏng vấn một ông khác thì ông nói rằng là ông Phát Bùi là Việt Giang, rồi ông Phan Kỳ Nhân là cũng là Việt Giang vân vân. Hai phía đều có những cái lá cờ vàng, hai phía đều nói về phía bên kia là Việt Giang hay là cộng sản vân vân. Ông là một trong những người thành viên của một phía, ông cảm thấy như thế nào về cái việc đó, đặc biệt là nó diễn ra ngay không phải ở trong cái khu phố Bô Sa nữa, mà nó xảy ra ngay ở hội đồng thành phố Westminster, nơi mà có nhiều cảnh sát người Mỹ, cư dân người Mỹ tới vân vân. Ông cho biết ý kiến. Điều này nó không có gì lạ thưa anh. Những bên đó họ vẫn chụp mũ phía bên này. Nó khác. Cái sự việc ở đây đó là bên kia họ chụp mũ. Họ đưa ra những cái điều hoàn toàn không đúng sự thực. Thí dụ, tôi đi vào gặp ông, họ đưa nói rằng tôi gặp ông đại sứ Phạm Quang Vinh vào năm 2015. Đó là tôi đã đi coi như là đi theo làm ăn với lại nhà của mình cộng sản. Nhưng mà điều đó không có đúng. Bởi vì rõ ràng là các dư luận viên trên phố Bô Sa vẫn coi tôi là hình ảnh cái người chống cộng gai mắt. Việc thứ hai là tôi vào trong đó gặp ông Phạm Quang Vinh là do cái vấn đề tôi và ông Phan Cường Nhân tổ chức đi biểu tình đại sứ Phạm Quang Vinh, và chúng tôi vào trong đó để mà do phái đoàn biểu tình trao chúng tôi trọng trách là vào trong đó để đưa những cái lời phản đối đối với nhà cầm quyền cộng sản khi họ đã không có bảo vệ được lãnh hải Việt Nam lúc vào năm cái năm mà Trung Cộng cho cái giàn khoan hải lý vào xâm phạm vào hải lý của chúng ta. Thì anh cũng là người có mặt ở đó, anh cũng biết rõ sự việc là tôi không hề đi dự tiệc. Thành ra cái điều đó bên kia chỉ là họ chụp mũ. Còn đằng này các vị dân cử đã công nhận là họ đi dự tiệc và ba có Việt Nam Cộng Hòa bảo trợ. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Một bên nói là chúng tôi đi vào biểu tình chứ không phải đi ăn tiệc. Còn một bên xác nhận là chúng tôi đi vào dự tiệc của Va Ba có Việt Nam Cộng Hòa, có Việt Nam Airlines bảo trợ. Hai việc khác nhau. Các anh đã rất rõ là một bên là chụp mũ và một bên là đưa lên cái sự thật. Thưa anh. Một cái điều khá đáng chú ý trong cái văn bản mà ông gửi ra cách đây vài tuần đó, lên án một số người, trong đó có hai người YouTuber là ông Trương Quốc Huy và ông Trần Nhật Phong, nêu đích danh họ và nêu đích danh rằng là chống cộng cụi. Cái từ, một cái từ mà có thể nghe một cách dân gian bên ngoài nhiều lần, nhưng mà chưa bao giờ có một cái văn bản chính thức từ một tổ chức chính thức như vậy. Ông giải thích cho cái điều đó. Trước giờ chúng tôi không hề lên tiếng phê bình những vị này, bởi vì họ mượn danh Việt Nam Cộng Hòa để làm ăn thì chúng tôi cũng không thích, không bằng lòng, nhưng chúng tôi không có lên án. Khi họ bước qua khỏi các lằn ranh quốc cộng và họ đã đi dự cái tiệc của ba như chồng nhỏ ông Trương Quốc Huy và ông Trần Nhật Phong, thì điều đó nó bắt buộc cộng đồng chúng tôi phải lên tiếng. Ông
Trương Quốc Huy cũng là những người mà chúng tôi quen biết, cũng đã từng đi với tôi qua Hoa Thịnh Đốn điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về cái việc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Thành ra tôi không có muốn đụng đến ông làm gì, nhưng mà khi mà ông đã đi vào cái lần ranh quốc cộng thì bắt buộc trong cái vai trò chủ tịch cộng đồng tôi phải lên án. Và đó lý do sao mà lần đầu tiên cái danh từ chống cộng cội đã do cộng đồng đưa lên để mà phê bình ông Trương Quốc Huy. Là một cái người mà lên YouTuber dựa vào cái việc đọc lại hay là phê bình những cái tin tức ở trong báo chí Việt Nam. Báo chí Việt Nam đều là được nhà phép, giấy phép của nhà cầm quyền cộng sản cho phép mới được làm. Thông tin phải có cái sự kiểm duyệt của nhà nước. Ông Trương Quốc Huy chỉ là lập lại những cái thông tin trong báo chí và diễn đạt. Thì tôi nghĩ rằng ông chỉ lợi dụng cái đó để mà chống cộng và chống cộng cội, để mà có đông subscriber, có đông view để mà ông kiếm sống qua cái YouTube. Trước khi ông Trương Quốc Huy làm YouTube, ông rất là nghèo, gần như là phải nói là homeless, trong cái văn phòng của cộng đồng Việt Nam, Nam Cali. Sau khi làm YouTuber thì ông bắt đầu mới khá giả, thành ra anh thấy là nó sự việc nó như vậy. Thì như chúng tôi đã nói, chuyện mấy ông làm ăn chúng tôi không có muốn đụng đến. Nhưng mà khi đã bước qua khỏi làng ranh quốc cộng, bắt buộc chúng tôi phải lên tiếng. Cuối cùng còn một nhân vật khác, đó là ông Trần Nhật Phong thì sao? Cũng tương tự như vậy. Ông Trần Nhật Phong về ngoài mặt thì có vẻ giống như là ta đây là chống cộng dữ lắm. Nhưng mà trên thực tế thì nó không phải như vậy. Trước đây ông cũng đã từng nhận, tôi nghe được biết là ông đã nhận một số tiền không phải nhỏ từ Tòa Tổng lãnh sự Cộng sản để làm một cái phim về Trường Sa. Thì điều đó chúng ta cũng biết rồi. Ông cũng là cái người chống cộng cội, cũng đi tham dự Va Ba, về và cũng bênh vực. Đó, thì tôi nghĩ rằng không có gì mà sai nếu mà không gán cho cái chữ chống cộng cội thôi. Một câu hỏi cuối. Khi mà thấy hai phía đều gọi là claim, tức là tự nhận mình là chống cộng, nhưng mà chửi phía bên kia là Việt Giang là cánh tay nối dài cộng sản trước mặt những người bản xứ như vậy, và trước nhiều cái ống kính nó tải đi khắp nơi như vậy, kể cả Việt Nam, ông có ái ngại cho cái chuyện mà gọi là bị như thế hay không? Có cảm thấy là nó không có... Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ, họ luôn luôn họ tôn trọng những cái quan điểm khác nhau như thế. Và cái sự việc trong cộng đồng không có tất cả mọi người không cùng một ý, nó là một cái điều tốt. Chính những cái việc không đồng ý và sẵn sàng đối đầu với những cái sai trái như vậy thì mới giúp cho cộng đồng của chúng ta bỏ đi những cái điều sai trái. Chúng ta thấy ở Quốc hội Hoa Kỳ, từ ông Trump đến ông Biden, từ Cộng hòa đến Dân chủ, họ cũng sinh hoạt trong cái chiều hướng như thế. Đâu có ai nói rằng Hoa Kỳ chia rẽ quá, không có đồng nhất. Phải có những cái sinh hoạt như vậy mới là dân chủ. Và anh Lân, phố Bông Sa cũng đã làm một cái việc tốt, là anh cho cái tất cả mọi người đều có tiếng nói. Bởi vì chỉ có nhiều cái tiếng nói như vậy thì mới có thể làm cho các vị dân cử này phải có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình, thưa anh. Cảm ơn bác Pháp Bùi rất nhiều. Sẽ nghe từ ông Pháp Bùi trong thời gian tới rất là nhiều. Xin cảm ơn ông ạ. Vâng, xin cảm ơn phố Bông Sa và cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục vào bên trong để theo dõi buổi ngày hôm nay. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái phát biểu mà phản ánh luôn cả cái suy nghĩ từ các phía. Kính chào quý khách của văn phòng Andrew Lê. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi là DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư. Với phương châm phục vụ uy tín, tận tâm và giá cả phải chăng, chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của văn phòng Andrew Lê.